Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nếu thành công, ông Tô Lâm được giải An ủi, ông Huệ được giải Việt Lốt. Có thể nói rằng đối thủ xứng tầm nhất của ông Huệ là ông Lương Kim Thủ tướng, chứ không phải là ai khác. Ông Huệ biết đấu tay đôi với ông Chính không thể thắng, nên đã nấp sau lưng thế lực lớn nhất hiện nay để chiến đấu. Cũng là người thân tín của ông Tổng Bí Thư, nhưng ông Tô Lâm thì làm việc cật lực, chịu nhiều tao tiếng với xã hội trong và ngoài nước. Trong khi đó, ông Vương Đình Huệ thì cứ đứng ngoài cuộc, lâu lâu lại dùng gậy chọc phá vào chính phủ, cho chính trường thêm sôi động. Đây là hình ảnh chiếc ghế ông Chủ tịch Phúc là ao ước của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hiện nay. Cũng dùng chiêu nấp sau lưng một người khổng lồ, mong Vương Đình Huệ đã thoát khỏi bão tố của chính trường. Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Thanh là dũng tướng hay xung phong đi đầu trong kế hoạch của ông Tổng và đã phải gánh hậu quả thảm khốc. Giờ đây, ông Tô Lâm ước mơ cháy bỏng vào tứ trụ mà chưa biết có được hay không. Trong khi đó, ông Vương Đình Huệ thì đã vào tứ trụ từ hơn một năm trước và ngồi yên chờ kết quả ông Tổng và ông Tô Lâm chiến với ông Thủ tướng thế nào để rồi được hưởng lợi. Đây là cách ông Huệ chờ lấy giải Việt Lốt mà không cần tốn sức lực. Trong khi đó, ông Tô Lâm lại chiến đấu cật lực mà chưa biết có được phần thưởng nào hay không. Một nhà phân tích chính trị có tiếng đã cho Thời báo.d một nhận xét khá thú vị về ông Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm như sau. Cốc mỏ, cỏ sơi. Nghĩa đen của câu nói là con chim cốc nỗ lực miệt mài mỏ cá để rồi con cỏ đứng kế bên đánh chén sạch những nỗ lực của con chim cốc. Trong trường hợp này, người nói có ví von ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm như là con chim cốc mẫn cán. Tuy nhiên, thành quả mà ông Tô Lâm nhận được nếu có cũng chỉ là chiếc ghế chủ tịch nước. Ghế này được xem là giải an ủi cho những ai muốn vào trong tứ trụ. Còn nếu Tô Lâm hạ được uy tín của ông Thủ tướng bằng nghiệp vụ của ông thì người hưởng lợi chính lại là ông Vương Đình Huệ. Ghế Tổng Bí Thư so với ghế chủ tịch nước chẳng khác nào giải độc đắc so với giải an ủi, khác nhau rất xa. Trong khi đó, ông Huệ chỉ ngồi chờ kết quả mà không phải nỗ lực nhiều để đánh đông dẹp bắc làm gì. Đây là hình ảnh chiếc ghế ông Tổng là mục đích của ông Vương Đình Huệ. Tờ Thời báo.d đã trao đổi ý kiến với rất nhiều cây bút có tiếng thì họ nói rằng trò chơi chính trị là trò chơi của những cái đầu, không phải trò chơi dành cho những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn mà thiếu đầu, thiếu óc. Cho nên, dù có lực lượng vũ trang trong tay hùng mạnh như thế nào mà thiếu cái đầu thì cũng chỉ là kẻ thất thế trước trò chơi chính trị. Vị này còn nhận xét rằng hình mẫu cho những người thừa cơ bắp thiếu cái đầu mưu lược là trường hợp của Tào Trương, con trai của Tào Tháo. Tào Trương là dũng tướng nắm binh quyền. Tào Trương không phục Tào Phi lên ngôi nên mang binh quyền về kinh để đe dọa. Nhờ có Tư Mã Ý mà ông ta đã tước được binh quyền trong tay của Tào Trương bảo vệ Tào Phi. Ông Tư Mã Ý có câu nói nổi tiếng rằng thực ra con người như Tào Trương rất dễ đối phó, và thực tế cái đầu của Tào Trương quá non so với cái đầu đầy mưu lược của Tư Mã Ý. Điều đó cho thấy những người võ biển không phải là những con người có thể chơi trò đấu đá trên chính trường. Ông Tô Lâm nắm được lực lượng công an trong tay nhưng vẫn chỉ là công cụ cho ông Tổng, chứ ông không thể là chủ cuộc chơi trong chính trường. Ông Tô Lâm được xem là người nắm binh quyền nhưng vẫn phải dựa vào ông Tổng, nhờ ông Tổng lấy dùm chiếc ghế chủ tịch nước. Thế mới chớ trêu cho một ông tướng công an. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm làm nhiều hưởng ít, ông Huệ thì ngược lại làm ít hưởng nhiều. Nếu không có ông Tổng thì ông Tô Lâm không thể là đối thủ của ông Chủ tịch Phúc. Đó là đánh giá thẳng thắn của một nhà quan sát chính trị. Ông Phúc là người có vẻ ngờ ngạch, luộm thuộm, ăn nói kém cỏi, nhưng ông lại rất giỏi về thủ đoạn chính trị. Và giờ đây, ông Chủ tịch nước không hề có binh quyền trong tay, mà ông Tô Lâm rất vất vả để đẩy ông đi khỏi ghế. Đẩy được thì là thành công. Tuy nhiên, ông Huệ thì chỉ có tọa sơn quan hổ đấu, đấu xong ông Huệ thu nhận chiến lợi phẩm rất lớn, mà có khi người nắm binh quyền như ông Tô Lâm có mơ cũng chẳng được. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngày phán quyết đang diễn ra.
ông Chủ tịch Phúc sẽ chiến hay hàng. Thế và lực mỏng, yếu huyệt thì lộ rất nhiều, đang có nhiều đối tượng ngắm vào chiếc ghế của ông Chủ tịch nước. Ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang đối mặt với rất nhiều khó khăn với ba chân trụ khác nhau. Kỳ hội nghị Trung ương lần thứ 6 này xem như là ngày phán quyết. Tuy nhiên, ông Chủ tịch nước có bị phán quyết trong những ngày này hay không là điều mà nhiều người đang quan tâm. Có những hội nghị Trung ương chỉ diễn ra 2 ngày là hết việc. Tuy nhiên, kỳ hội nghị Trung ương 6 này diễn ra đến 1 tuần. Điều này cho thấy đấu trường chính trị tại Việt Nam đang có nhiều trận đấu cam go khốc liệt trong đảng. Chính sách kinh tế xã hội trong 6 tháng tới là việc phụ, việc chính là ai thách đấu ai và ai giành lấy đai vô địch của đối thủ và ai bảo vệ được đai vô địch thì sau 6 ngày nữa sẽ biết rõ mà thôi. Đây là hình ảnh hội nghị Trung ương 6 hứa hẹn có phim hay. Trước đây, có ông Phạm Bình Minh cũng nhắm vào chiếc ghế Chủ tịch nước để thoát khỏi giới hạn về tuổi tác cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cho đến nay, tham vọng của Phạm Bình Minh xem như tắt. Việc trụ lại chiếc ghế Phó Thủ tướng thường trực đối với ông Phạm Bình Minh xem như đã khó, chứ nói gì đến việc tranh đoạt quyền lực. Vì thế, ông Chủ tịch nước mất bớt một đối thủ. Tuy nhiên, đối thủ chính tranh đua giành chiếc ghế Chủ tịch nước hiện nay được cho là quá mạnh. Điều đó sẽ làm khó trong Chủ tịch nước không hề ít. Ông Phạm Bình Minh xem như rớt đài. Tuy vậy, vẫn còn đó Võ Văn Thưởng, một nhân vật trẻ tuổi cũng đang khát khao vào tứ trụ, bởi ông Thưởng hiện là thường trực ban bí thư, rất gần với các vị trí trong tứ trụ. Có người thì đánh giá rằng Võ Văn Thưởng là ẩn số, rất khó đoán định. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thì đang rất khát khao được ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước để cũng để thoát khỏi giới hạn tuổi tác ở cuối nhiệm kỳ. Hiện nay, ông Tô Lâm tự bản thân điều tra sai phạm ở vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu cho ông Tổng Bí Thư để ông có công cụ triệt hạ ông Chủ tịch nước. Hồ sơ tuy chưa hoàn thiện nhưng cũng khá nặng ký, một số nhà phân tích đánh giá như vậy. Đây là hình ảnh đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Về phía ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, như tờ Thể báo chấm đê đã từng phân tích, tuy ông ăn vụng và hay nói bất đồng, bất cứ khi nào đi các tỉnh, ông đều nổ cả, nhưng nhãn quan chính trị của ông tốt và ông thường có những thủ đoạn rất hiểm. Có thể ông Chủ tịch nước có nước cờ gì đó mà nhìn bên ngoài không hề biết. Ông Phúc hay giấu đòn rất tốt, nên có người đánh giá cửa làm nên Tổng Bí Thư của ông Chủ tịch Phúc vẫn còn dù khả năng không cao. Trong lúc việc lật chiếc ghế của ông Chủ tịch nước đã được sẵn sàng, tuy nhiên phía ông Chủ tịch nước vẫn chưa thấy có động tĩnh gì rút lui. Không biết với thân cô thế cô như lúc này, ông Chủ tịch Phúc sẽ vận động người ủng hộ ông trong Trung ương Đảng là những ai? Nói gì thì nói, ông Chủ tịch Phúc đã từng qua 5 năm kinh nghiệm làm Thủ tướng, nắm một chính phủ với hơn 30 bộ và cơ quan ngang bộ, thì vây cánh của ông Thủ tướng ở tầng dưới cũng không hề nhỏ. Trước đây, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng có thời làm ăn kinh tế, đặc biệt là con gái ông Dũng, dường như đã dựa vào chức vụ và quyền hạn của cha khi làm thủ tướng đã có những mánh làm ăn rất lớn, và từ đó con gái ông Dũng đã xây dựng nên đế chế tài chính mạnh như ngày hôm nay. Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng lặp lại những gì ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm. Vì thế, việc bứng ông Phúc ra khỏi chiếc ghế e là không dễ như hạ một ủy viên Trung ương Đảng. Và liệu rằng ông Tổng Bí Thư và Bộ trưởng Bộ Công an có thành công hay không? Đây là hình ảnh võ sĩ thách đấu Tô Lâm. Hội nghị Trung ương 6 đang diễn ra rất quyết liệt, diễn biến trong những ngày gần đây có những bất ngờ và dấu hiệu cho thấy ông Chủ tịch Phúc chiến chứ không đầu hàng. Nếu ông bị loại khỏi chiếc ghế đấy thì là kết quả là ông tuột mất trụ. Hầu hết khi vào tứ trụ ít ai chịu từ bỏ quyền lực của mình.